Anh xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada hàng ngày của kênh Culture Channel. Những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày 28 tháng 6 hôm nay như sau: Bộ trưởng Tài chính Freeland lạc quan rằng một số hỗ trợ khẩn cấp Covid-19 có thể kết thúc vào mùa thu này. AstraZeneca bắt đầu thử nghiệm vaccine mới trên người nhắm mục tiêu biến thể Covid-19. Thành phố Toronto lập kỷ lục thế giới về số người tiêm chủng trong một ngày tại một phòng khám đợt nắng nóng kỷ lục đến Seattle lan rộng khắp miền Tây Hoa Kỳ và Canada. Bác sĩ ở tỉnh BC thúc đẩy phụ huynh hành động để ngăn trẻ em bị rơi từ cửa sổ. Một cô bé 16 tuổi đã trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Đại học Toronto trong 40 năm qua. Các cuộc biểu tình, lễ cầu nguyện được lên lịch tại tỉnh Quebec vào ngày Canada Day trong tình đoàn kết với cộng đồng bản địa. 9 người đã được xác nhận chết trong vụ sập tòa nhà chung cư ở Florida, 4 người Canada trong số trên 150 người vẫn mất tích. Vương quốc Anh ghi nhận số ca Covid-19 hàng ngày cao nhất trong nhiều tháng do biến thể Delta tăng đột biến. Việt Nam rút ngắn thời gian cách ly xuống 7 ngày đối với du khách đã được tiêm chủng. Shinwon hoàn trả toàn bộ tiền vé lại cho khách hàng sau khi đạt được thỏa thuận với chính phủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé trang web của Culture để đọc các bản tin và các bài viết khác tại culturemagazine.com. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Phó Thủ tướng Christia Freeland cho biết, một số chương trình hỗ trợ đại dịch khẩn cấp có thể không cần phải kéo dài đến tháng 11 khi các tỉnh nới lỏng các hạn chế và nền kinh tế được cải thiện. Nhưng bà Freeland, người cũng là bộ trưởng tài chính, cảnh báo về đánh giá đó, nói rằng nền kinh tế và sự phục hồi của đại dịch Covid-19 nổi tiếng là không thể đoán trước được. Một điều mà chúng tôi đã thấy từ Hoa Kỳ, nơi bắt đầu mở cửa trước chúng ta một chút là quá trình phục hồi cũng có một số va chạm và mọi người không dự đoán được. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và chúng tôi đã sẵn sàng để mở rộng những hỗ trợ đó hơn nữa nếu cần thiết. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật trên kênh CBC, hiện tại chúng ta đang trông khá ổn. Ngân sách của năm 2021 của Chính phủ Tự do hiện đang chờ xem xét lần thứ hai tại Thượng viện, cung cấp một trường hợp cơ sở cho những thay đổi đối với các biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn như Phúc lợi Phục hồi Canada, CRB và trợ cấp tiền lương liên bang, bà Freeland cho biết. Hiện tại thì những hỗ trợ chính đó sẽ được gia hạn cho đến ngày 25 tháng 9. Bên cạnh trợ cấp tiền lương và CRB, chính sách khuyến khích tuyển dụng mới của chính phủ sẽ tiếp tục cho đến tháng 11 và một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp EI linh hoạt được cải tiến sẽ tiếp tục trong một năm nữa. Nhưng bà cho biết đề xuất giảm dần hỗ trợ thu nhập và kinh doanh bắt đầu từ tháng 7 là có vẻ tốt đối với tôi. Bà Freeland cho biết các nhà kinh tế đang dự báo một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, nhưng Ottawa vẫn giữ quyền gia hạn các biện pháp hỗ trợ cho đến cuối tháng 11 nếu cần. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã dự đoán vào tháng 5 rằng nền kinh tế Canada sẽ tăng trưởng chỉ hơn 6,1% vào năm 2021, thúc đẩy dự báo trước đó là 3,7% được đưa ra vào tháng 3. Hội đồng Hội nghị của Canada dự đoán mức tăng trưởng tương tự trong năm nay. Giữa những lo ngại về lạm phát từ một số chuyên gia và chính trị gia, Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ lãi suất ổn định, cho rằng giá cả tăng là một hiện tượng tạm thời. Bà Freeland cũng được hỏi về tiến độ thực hiện chính sách xã hội mang tính bước ngoặt được đưa vào ngân sách năm nay. Đó là cam kết 30 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng trên toàn quốc. Bà Freeland nói rằng một số tỉnh và vùng lãnh thổ đã đưa ra thông báo và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ với họ. Một số tỉnh chẳng hạn như tỉnh Alberta và Ontario đã bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch này mà cuối cùng sẽ chứng kiến chính phủ liên bang áp dụng dự luật hỗ trợ một nửa tổng số chi phí chăm sóc trẻ em trong nỗ lực giảm chi phí xuống trung bình 10 đô la mỗi một ngày. Nhưng dự án chăm sóc trẻ em cùng với phần còn lại của chương trình chính sách của Đảng Tự do phụ thuộc vào việc nó sẽ trở lại chính phủ trong vài năm tới và một cuộc bầu cử đang được tiên đoán rộng rãi vào một thời điểm nào đó trong năm nay thủ tướng justin trudeau thì trước đây đã nói rằng một quốc hội không hiệu quả sẽ là một yếu tố cần xem xét khi nghĩ về một cuộc bầu cử sớm có thể xảy ra trong chủ nhật bà freeland cho biết chính phủ thiểu số đã gặp khó khăn trong việc thông qua các dự luật Bà cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ tiếp tục làm việc để thông qua luật, bao gồm cả dự luật thực hiện ngân sách đang chờ xem xét lần thứ hai tại phòng đó. Công ty AstraZeneca hợp tác với Đại học Oxford đã bắt đầu thử nghiệm vaccine mới trên người, được thiết kế để đối phó với một trong các biến thể COVID-19. Nghiên cứu này bao gồm 2.250 người tham gia ở bốn quốc gia khác nhau nhằm mục đích xây dựng khả năng miễn dịch chống lại một biến thể đáng lo ngại, được coi là biến thể beta, xuất hiện lần đầu tiên ở Nam Phi. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ sẽ sử dụng nghiên cứu để hiểu rõ hơn về COVID-19 và các vấn đề liên quan của nó. Liều này sẽ được sử dụng như một liều tăng cường cho những người trước đó đã được tiêm chủng đầy đủ với vaccine AstraZeneca gốc hoặc tiêm mRNA, miễn là đã ít nhất 3 tháng kể từ lần tiêm cuối cùng của họ. Loại vaccine mới cũng sẽ được sử dụng theo chế độ 2 liều cho những người chưa được tiêm chủng và là mũi tiêm thứ hai cho những người đã nhận được một liều vaccine AstraZeneca ban đầu. Dữ liệu từ cuộc thử nghiệm dự kiến vào cuối năm nay, theo thông cáo báo chí cho biết. Thành phố Toronto đã lập kỷ lục thế giới về số người tiêm chủng trong ngày Chủ nhật tại một phòng khám. Đợt tiêm chủng COVID-19 của Canada đã tăng tiến vào Chủ nhật khi các tỉnh tiếp tục tổ chức các phòng tiêm chủng hàng loạt và các phòng khám di động, bất chấp thời tiết nóng bức và các câu hỏi về việc pha trộn vaccine. Một phòng khám tiêm chủng COVID-19 quy mô lớn tại Scotiabank Arena là ngôi nhà của Toronto Raptors và Maple Leafs đang trên đà lập kỷ lục thế giới trong ngày Chủ nhật. Các quan chức thành phố cho biết trong một thông cáo báo chí, Toronto Vaccine Day, ngày tiêm chủng của Toronto, đã chứng kiến 25.000 người đặt lịch hẹn để được tiêm vaccine tại nhà thi đấu. Và kết quả là thành phố đang trên đà lập kỷ lục trên toàn thế giới về tiêm chủng COVID-19 tại một phòng khám trong một ngày. Theo thành phố Toronto, 17.003 liều vaccine đã được tiêm tại một bệnh viện lái xe vô drive-thru ở đường cao tốc Texas Motor Speedway ở Fort Worth, Texas vào tháng 4. Thị trưởng Toronto John Tory nằm trong số những người được tiêm liều thứ hai tại đây. Ông đã tiêm liều đầu tiên là vaccine AstraZeneca và đã nhận mũi tiêm Moderna cho mũi thứ hai tại Scotiabank Arena. Trong khi đó, thì tiến sĩ Theresa Tam là giám đốc y tế công cộng của Canada đã nhận được một mũi tiêm Moderna vào hôm thứ Bảy sau khi tiêm liều Pfizer vào tháng Tư. Hôm Chủ nhật, bà Tam kêu gọi cư dân Toronto đến phòng khám tiêm chủng nếu họ có thể. Tại tỉnh BC, Giám đốc Y tế tỉnh là Tiến sĩ Bonnie Henry và Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết trong một tuyên bố chung rằng, nhiều điểm tiêm chủng pop-up di động sẽ được chuyển vào trong nhà đến các địa điểm mát mẻ hơn vào cuối tuần này, do phần lớn miền Tây Canada đang trải qua thời tiết nóng kỷ lục. Tính đến tối Chủ nhật, thì Canada báo cáo thêm 435 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 ở Canada lên 1.413.203 trong đó thì có 8.608 ca còn bệnh, đã có 26.226 ca tử vong. Có thêm 360.000 mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada trong ngày hôm nay. Trên 35.4 triệu liều đã được tiêm, tức là gần 67% dân số Canada đã được tiêm ít nhất một liều. Trong đó thì 26,1% đã được tiêm đầy đủ hai liều. Tỉnh Ontario thì ghi nhận có thêm 287 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong vào Chủ nhật khi tỉnh chuẩn bị mở cửa bước 2 trong kế hoạch mở cửa lại, bắt đầu vào thứ tư này. Tỉnh hiện còn 2.625 ca còn bệnh, trong đó thì thành phố Toronto còn 571 ca bệnh, vùng Peel thì còn 269 ca bệnh, vùng York còn 115 ca, Ottawa còn 114 ca, Hamilton còn 120 ca, Niagara còn 102 ca và Waterloo còn 424 ca tỉnh Quebec vào thứ Hai sẽ chuyển sang mức cảnh báo thấp nhất của hệ thống cảnh báo COVID-19, được mã hóa màu của tỉnh, cho phép hạn chế thoải mái hơn đối với các cuộc tụ tập xã hội và thể thao nhóm. Đối với những người hâm mộ đội khúc cung cầu trên băng, Montreal Canadiens, con đường tiến đến Stanley Cup của họ đã gặp phải một trở ngại vào hôm Chủ nhật khi tiền đạo Joel Amir phải bước vào giao thức COVID-19 của NHL vào đêm trước game 1 thi đấu với đội Tampa Bay Lightning vào ngày thứ hai lúc 8 giờ tối. Tỉnh Quebec hiện ghi nhận có 1.074 ca còn bệnh. Tỉnh không đưa ra chi tiết số ca còn bệnh ở mỗi vùng. chuyển sang tỉnh bang BC, tỉnh hiện ghi nhận 1.096 ca còn bệnh, trong đó thì vùng Fraser còn 426 ca bệnh, khu vực ven biển Vancouver Coastal thì còn 322 ca bệnh, khu vực nội địa Interior còn 256 ca bệnh, đảo Vancouver Island còn 38 ca bệnh. Tỉnh Alberta có 1.581 ca còn bệnh, trong đó thì thành phố Calgary còn 655 ca bệnh, Edmonton còn 180 ca bệnh. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 48 ca bệnh. Tỉnh đã thông báo tất cả những hạn chế đại dịch còn lại sẽ được dỡ bỏ vào ngày 11 tháng 7. Tỉnh hiện còn 549 ca bệnh, trong đó thì Saskatoon còn 123 ca bệnh, Regina còn 118 ca. Tại Manitoba, một đứa trẻ người Winnipeg dưới 10 tuổi đã chết sau khi nhiễm COVID-19. Tỉnh đã không đưa ra thêm chi tiết gì về cái chết của đứa trẻ này. Tỉnh báo cáo thêm 97 ca bệnh mới. Đa số ca bệnh mới là ở vùng Winnipeg với 50 ca nhiễm mới. Hiện tỉnh ghi nhận còn 1.480 ca đang bệnh, trong đó thì Winnipeg còn 636 ca bệnh. Tại vùng Đại Tây Dương, Canada, New Brunswick có thêm một ca bệnh mới, tỉnh còn 26 ca bệnh. Nova Scotia có 3 ca bệnh mới, tỉnh còn 58 ca bệnh, Newfoundland thì còn 11 ca bệnh. Tại tỉnh PEI, du khách từ khu vực Đại Tây Dương có thể vào tỉnh mà không cần phải qua cách ly miễn là họ đã tiêm ít nhất một liều vaccine và kết quả xét nghiệm là âm tính khi vào. Tỉnh PEI đã không còn bất cứ ca bệnh nào. Trên khắp miền Bắc, vùng lãnh thổ Yukon còn 108 ca bệnh. Các công ty taxi Winnipeg chở người cao niên đi tiêm chủng miễn phí Hai công ty Taxi Winnipeg đang hợp tác để hỗ trợ người cao niên đi chủng ngừa COVID-19. Duffy's Taxi và Unicity Taxi thông báo rằng họ sẽ phân phát phiếu đi xe trị giá 10.000 đô la cho các tổ chức cộng đồng để bảo đảm những người gặp phải rào cản về khả năng tiếp cận vaccine vẫn có thể đến các trung tâm tiêm chủng. Cùng với Hiệp hội Taxi Cộng đồng Winnipeg, hai công ty này làm việc với mạng lưới phương tiện vận chuyển cho người cao niên. Transportation Options Network for Seniors là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp thông tin về các lựa chọn phương tiện đi lại để đưa phiếu thưởng cho những người cần. Những người đủ điều kiện đã đặt lịch hẹn tiêm vaccine có thể nhận được phiếu đi xa bằng cách gọi số 211 để kết nối với một đối tác trong cộng đồng. Joe Macy, là người phát ngôn của Hiệp hội Taxi Địa Phương, cho biết ngành này muốn làm những gì có thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực tiêm chủng của thành phố bao gồm cả việc thách thức các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng khác để giúp đỡ. Thưa quý vị, một đợt nắng nóng kỷ lục đến Seattle lan rộng khắp miền Tây Hoa Kỳ và Canada. Mưa lớn ở Trung Quốc, một vùng nước ấm trải dài trên Bắc Thái Bình Dương và những luồng nước phản lực gấp khúc đang kết hợp để tạo ra một đợt nắng nóng bất thường sẽ lập kỷ lục ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Seattle và Portland của Hoa Kỳ có thể công bố những ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, trong khi cảnh báo nhiệt ở Canada lan rộng xa đến phía bắc vòng bắc cực Arctic Circle. Nhiệt độ nóng đến mức nguy hiểm làm tăng nguy cơ cháy rừng, có thể làm ô nhiễm không khí trầm trọng hơn và gây ra các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng ở những khu vực nhiều người không có máy điều hòa nhiệt độ. Hơi ấm được xây dựng dưới cái gọi là máy vòm nhiệt có thể đã bị trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Theo Jeff Masters là nhà khí tượng học của Yale Climate Connections, nó tương tự như kiểu thời tiết hồi đầu tháng đã dẫn đến một đợt nắng nóng ở California. Đợt nắng nóng hiện tại trên vùng Tây Bắc bắt đầu với những trận mưa lũ trên khắp Trung Quốc vào ngày 23 tháng 6. Điều đó cung cấp năng lượng cho dòng nước phản lực qua Bắc Thái Bình Dương, khiến nó mạnh hơn bình thường và tạo ra phản ứng dây chuyền dẫn đến hình thành đỉnh áp suất cao ở phía Tây Bắc Mỹ và khiến nhiệt độ ở Mỹ và Canada tăng lên tình hình có thể đã trở nên trầm trọng hơn do ít băng biển hơn ở Bắc Cực trong năm nay và đã trở nên tồi tệ hơn trong những thập kỷ gần đây do biến đổi khí hậu. Nền nhiệt tồi tệ nhất sẽ tập trung vào vùng Tây Bắc và sau đó sẽ xâm nhập vào phía đông, Idaho vào thứ hai, mặc dù California cũng sẽ chứng kiến những điều kiện khắc nghiệt. Cảnh báo nhiệt quá cao bao trùm các khu vực phía đông Los Angeles, nơi nhiệt độ có thể lên tới 110 độ F, tức là 43 độ C, vào chủ nhật và thứ hai và các khu vực khác của bang. Portland có thể sẽ có ngày nóng nhất vào chủ nhật khi nhiệt độ lên tới 107 độ F, sẽ lập kỷ lục nhiệt mới trong tháng 6. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia, Seattle thì có thể đạt đỉnh vào thứ hai với mức cao nhất là 106 độ F, phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại của nó là 103 độ F. Thời tiết khắc nghiệt chỉ vài ngày sau khi chính thức bắt đầu mùa hè báo hiệu các mối đe dọa có thể gia tăng trong suốt mùa hè và thách thức các quan chức đang phải vật lộn để đối phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán và cháy rừng ngày càng gia tăng. Đợt nắng nóng tại miền Tây Canada dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại. Một đợt nắng nóng trải dài khắp miền Tây Canada, từ tỉnh BC đến phía nam Saskatchewan và qua Yukon với Northwest Territories, được dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ hàng ngày và mọi thời đại sớm hơn nhiều trong năm. Theo nhà khí tượng tại cơ quan môi trường Canada, áp suất cao bị mắc kẹt dưới một máy vòm nhiệt, không được gió thổi đi khắp nước. Hiện tượng này sẽ tạo ra nhiệt độ cao kéo dài ở bất cứ nơi nào có áp suất. Nhiệt độ vì vậy sẽ tăng lên so với ngày hôm trước. Môi trường Canada cho biết ít nhất 54 kỷ lục nhiệt hàng ngày đã bị phá vỡ ở tỉnh BC vào hôm thứ Bảy và dự báo nhiệt độ vào Chủ nhật có thể phá vỡ kỷ lục mọi thời đại. Nhiệt độ ở tỉnh BC dự kiến lên mức tối đa vào Chủ nhật và thứ Hai Alberta thì sẽ chứng kiến nhiệt độ cao nhất vào đầu tuần tới. Nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số vùng của tỉnh BC cuối tuần này và qua tuần sau, và nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở Alberta vào đầu tuần sau. Ở Kamloops, tỉnh BC, nhiệt độ được dự báo sẽ dao động quanh mức 40 hoặc 41 độ C trong 6 ngày liên tiếp. Litton là điểm nóng của tỉnh BC, ghi nhận sức nóng gắt lên đến 43.2 độ C. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở tỉnh BC là 44,4 độ C ở Lytton vào năm 1941. Trong khi thứ bảy đã nóng, các nhà khí tượng học dự đoán chủ nhật và thứ hai sẽ còn nóng hơn. Nhiệt độ ban đêm sẽ không xuống đủ thấp để cơ thể chúng ta phục hồi sau những ngày dài nóng nực. Vì vậy, chúng ta nên theo dõi các bệnh liên quan đến nhiệt, bao gồm kiệt sức do nhiệt và đột quỵ do nhiệt. Các triệu chứng của bệnh nhiệt miệng bao gồm đổ mồ hôi nhiều, suy nhược, chóng mặt buồn nôn đau đầu và chuột rút cơ ngoài ra thì nhiệt độ tăng cao đi kèm với nguy cơ gia tăng các trường hợp khẩn cấp về khí hậu khác bao gồm cháy rừng vì cây cối và cỏ khô héo tạo ra nhiều nhiên liệu hơn theo nhà khí tượng học tất cả những điều này là kết quả của biến đổi khí hậu ông castellan cho biết khi biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra các hiện tượng nắng nóng khắc nghiệt như đợt này sẽ trở nên thường xuyên hơn khắc nghiệt hơn và kéo dài hơn vào chủ nhật, thì Butcher Gardens ở Victoria cho biết họ sẽ đóng cửa cho đến thứ tư do nắng nóng quá cao. Phía đông Metro Vancouver và trung tâm Fraser Valley trong ngày chủ nhật vẫn nằm dưới sự tư vấn về chất lượng không khí đối với nồng độ cao của ozone trên mặt đất. Nhiệt độ khắc nghiệt cũng khiến y tế vùng Fraser Health bắt đầu chuyển những người có lịch tiêm vaccine COVID-19 đến các phòng khám ở những khu vực mát mẻ hơn. Khu vực y tế vùng đảo Island đã tiến một bước xa hơn và cho biết họ đang lên lịch lại cho các đợt tiêm chủng đã đặt lịch hẹn cho Chủ nhật và thứ hai tại Eagle Ridge Arena và trung tâm thể thao Browning Sports Center. Những người bị ảnh hưởng bởi lịch hẹn thay đổi sẽ được liên lạc trực tiếp. Y tế khu vực ven biển Vancouver Coastal Health và Fraser Health đã thành lập các trung tâm làm mát để cố gắng giúp đỡ một số người dễ bị tổn thương nhất. Các nhóm làm việc với người vô gia cư đang kêu gọi công chúng đóng góp nước kem chống nắng và thẻ quà tặng, gift cards, đến những nơi mà họ có thể thoát khỏi cái nóng hoặc có đồ uống mát. Tại tỉnh BC thì các bác sĩ đang thúc đẩy phụ huynh hành động để ngăn trẻ em rơi từ cửa sổ. Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi ở tỉnh BC đang kêu gọi những người chăm sóc trẻ em thực hiện các bước để ngăn chặn trẻ em rơi từ cửa sổ và ban công. Trong năm nay thì có hai đứa trẻ đã chết vì vết thương từ tai nạn tương tự. Bác sĩ Ash Singhal của bệnh viện di động BC cho biết, chính quyền tỉnh cũng có trách nhiệm thay đổi quy tắc xây dựng để cửa sổ trong nhà không thể mở đủ lớn, tạo điều kiện cho trẻ nhỏ ngã nhào ra ngoài. Theo bác sĩ Singhal, 8 trẻ em đã phải được chăm sóc y tế khẩn cấp tại bệnh viện trong năm nay. Trên khắp đất nước thì ước tính có khoảng 420 trẻ em được điều trị tại các khoa cấp cứu hàng năm vì các chấn thương liên quan đến tai nạn ngã từ tầng cao hơn tầng 2 của các tòa nhà. Theo bác sĩ Sinkow, tai nạn thường có thể gây ra chấn thương não rất nặng, chấn thương tủy sống, khuôn mặt bị đập nát. Đối với nhiều đứa trẻ sống sót thì đó cũng là một sự kiện bi thảm, thay đổi cuộc sống của chính trẻ và cả gia đình. Một số trẻ em bị rơi qua màn trắng cửa sổ, hoặc khi sự tò mò khiến các em trèo lên đồ đạc và nghiêng người ra ngoài cửa sổ hoặc ngã nhào qua lan can ban công. Thường thì đầu của các em lớn hơn nhiều so với phần còn lại của cơ thể nên đầu, cổ hoặc những phần bên trên sẽ chạm đất trước. Người chăm sóc cần lưu ý rằng trẻ em có thể leo trèo trước khi chúng có thể bò. Vì vậy, điều quan trọng là phải có các biện pháp sớm ngăn ngừa trẻ em té ngã bằng cách giữ đồ đạc tránh xa cửa sổ. Bác sĩ cũng khuyên các bậc cha mẹ nên đặt chốt trên cửa sổ để chúng không thể bị mở rộng quá khoảng 10cm. Theo Ulrich Seward, là quan chức chính của hoạt động xây dựng ở Calgary, cho biết thành phố này đã đi đầu trong cả nước bằng cách thay đổi quy tắc xây dựng quốc gia để làm cho cửa sổ trong nhà an toàn hơn cho trẻ em. Thành phố Calgary đã làm việc với một bác sĩ phòng cấp cứu. Bác sĩ này chứng kiến quá nhiều trẻ em bị thương phải nhập viện. 15% bệnh nhân chấn thương nặng tại Bệnh viện Di động Alberta năm 2016 đã bị ngã từ cửa sổ. Hội đồng nghiên cứu quốc gia đã chấp nhận đề xuất của thành phố Calgary vào năm ngoái, nhưng việc công bố các yêu cầu mới nhất đã bị đình trệ do đại dịch. Bộ luật xây dựng quốc gia mới sẽ yêu cầu ngưỡng cửa cao hơn sàn ít nhất là 0,9m hoặc các cửa sổ không thể mở rộng hơn quá 10cm đối với những ngôi nhà mới hoặc khi cửa sổ mới được lắp đặt. Một cô bé 16 tuổi đã trở thành người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp Đại học Toronto trong 40 năm qua. Một cô bé 16 tuổi đã trở thành người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa nghệ thuật và khoa học của Đại học Toronto trong ít nhất 40 năm qua. Trước khi vào trung học thì Vivian C đã bỏ qua một số lớp, hoàn thành lớp 10 chỉ trong một mùa hè. Khi được hỏi làm thế nào em đã làm điều đó thì Vivian nói rằng em phải vận động rất nhiều với nhà trường, hội đồng nhà trường và toàn bộ hệ thống giáo dục. Sau lớp 1 thì rất khó để bỏ các lớp sau. Hành trình sau trung học của em bắt đầu tại Đại học Prince Edward Island trước khi chuyển đến Đại học Toronto, nơi em tốt nghiệp với bằng kép chuyên ngành sinh học tế bào và sinh học phân tử. Em cho biết khi em học tại trường đại học, tuổi không còn là vấn đề nữa. Em nói, sau khi tốt nghiệp trung học, các bạn cùng lớp ít chú ý tới tuổi tác hơn và ngay cả với bản thân em cũng vậy. Em đã bắt đầu làm quen đi tuổi của mình. Vì vậy, 4 năm cuối đại học thật sự rất bình thường. Vào mùa thu thì Vivian sẽ thao học thạc sĩ ngành miễn dịch học ứng dụng tại khoa Y e của Đại học University of Toronto. Tại tỉnh Quebec, các cuộc biểu tình và lễ cầu nguyện được lên lịch vào ngày Canada Day trong tình đoàn kết với cộng đồng bản địa. Trước sự kiện, hàng trăm ngôi mộ không giấu được phát hiện tại các trường nội trú do người bản địa cũ trên khắp đất nước các cuộc tuần hành và lễ cầu nguyện dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Montreal và Quebec vào ngày Canada, trong tình đoàn kết với các cộng đồng bản địa. Các thành phố ở New Brunswick, Saskatchewan, Alberta và Manitoba đã loại bỏ các hoạt động ăn mừng ngày lễ Canada, khi những lời kêu gọi thực hiện tương tự trên khắp Canada ngày càng gia tăng. Ông Kislein Picard, người đứng đầu hội đồng cộng đồng First Nations Quebec Labrador, nói rằng đây không phải là thời điểm ăn mừng, Ông không kêu gọi người dân tẩy chay ngày lễ quốc gia. Thay vào đó thì Hội đồng Cộng đồng First Nations Quebec Labrador đã tổ chức một cuộc tuần hành và lễ cầu nguyện để tưởng nhớ những trẻ em đã chết hoặc mất tích tại các trường học nội trú. Sự kiện sẽ diễn ra ở thành phố Quebec tại Place Jean Bellevue lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 7 tại địa điểm của lễ hội Quy Meet with Indigenous Peoples kéo dài từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại montreal thì người dân cũng sẽ tụ tập để thương tiếc tôn vinh và yêu cầu giải trình trách nhiệm cho những cái chết của trẻ em tại trường nội trú sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày lễ canada trong khi đó thì nhiều thành phố ở khu vực montreal bao gồm pavon roxboro côte st luc và pointe claire vẫn tiến hành các hoạt động và sự kiện ngày canada theo lịch trình nhưng một số nơi sẽ trao cờ ở nửa cột tiếp theo trong bản tin 9 người xác nhận đã chết trong vụ sập tòa chung cư ở Florida, 4 người Canada trong số trên 150 người vẫn mất tích. Vương quốc Anh ghi nhận số ca Covid-19 hàng ngày cao nhất trong nhiều tháng do biến thể Delta tăng đột biến. Việt Nam rút ngắn thời gian cách ly xuống 7 ngày đối với du khách đã được tiêm chủng. Sunwing hoàn trả toàn bộ tiền vé lại cho khách hàng sau khi đạt được thỏa thuận với chính phủ. Trong vụ sập tòa nhà chung cư 12 tầng ở phía Nam Florida, các quan chức cho biết vào hôm Chủ nhật, số người chết đã tăng lên 9 người với trên 150 người bao gồm 4 người Canada vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang đào bới đống đổ nát ở Surfside, một thị trấn ven biển gần Miami, tìm cách trấn an các gia đình rằng họ đang làm hết sức có thể để tìm những người thân yêu mất tích. Người thân ngày càng tuyệt vọng về tin tức và lo lắng về tiến độ chậm chạp và hy vọng ngày càng cạn kiệt. Vào chiều Chủ nhật, người thân đã được chở đến một địa điểm bên cạnh địa điểm nơi các đội cứu hộ tiếp tục công việc của họ. Có hơn 150 người vẫn chưa được tìm thấy và các nhà chức trách cũng như những người thân yêu đang lo ngại con số tử vong sẽ tăng cao hơn nhiều. Cho đến nay thì không có ai còn sống được kéo ra khỏi đống đổ nát kể từ vài giờ sau vụ sập vào hôm thứ năm. Các nhà chức trách cho biết họ vẫn nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang nuôi hy vọng tìm thấy ai đó còn sống nhưng họ phải chậm rãi và có phương pháp các đội từ mexico và israel đã được điều đến để hỗ trợ chiến dịch giải cứu tổng lãnh sự canada tại miami là susan harper đã xác định lại bốn người canada mất tích đến từ ba gia đình không phải hai gia đình như đã nói trước đây một số người canada sở hữu các căn hộ trong tòa nhà bị sập này tổng lãnh sự cho biết nhân viên lãnh sự đang làm việc với các gia đình để cung cấp thông tin và hỗ trợ họ có thể Vương Quốc Anh đã ghi nhận số ca Covid-19 hàng ngày cao nhất trong nhiều tháng do biến thể Delta tăng đột biến. Vương Quốc Anh vào hôm thứ bảy đã ghi nhận những ca nhiễm coronavirus mới nhất kể từ đầu tháng 2. Số liệu của chính phủ cho thấy 18.270 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus trên khắp Vương Quốc Anh là con số hàng ngày cao nhất kể từ ngày 5 tháng 2. Trong tuần qua thì gần 100.000 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính, tức là tăng khoảng 50% so với tuần trước. Các ca mắc hàng ngày đã tăng khá mạnh trong vài tuần do biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, mà có khả năng lây truyền cao hơn từ 40 đến 80 phần trăm so với biến thể chiếm ưu thế trước đó. Nó chiếm gần như tất cả các ca nhiễm mới ở Vương quốc Anh. Hầu hết các ca bệnh mới được xác nhận là ở nhóm tuổi trẻ hơn mà chưa được tiêm vaccine COVID-19. Hàng trăm điểm tiêm chủng đã mở cửa, bao gồm cả tại các sân vận động và trung tâm mua sắm ở Anh vào cuối tuần qua nhằm tăng số lượng tiêm vaccine, đặc biệt là ở những nhóm tuổi trẻ hơn. Sự lan truyền của biến thể này đã làm gián đoạn kế hoạch của chính phủ bảo thủ nhằm dỡ bỏ tất cả các hạn chế còn lại đối với giao tiếp xã hội ở Anh vào ngày 19 tháng 7. Nhưng liệu có làm được như vậy hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc triển khai vaccine có tạo ra được một bức tường lửa bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất hay không. Các khu vực khác của Vương quốc Anh là Scotland, Wales và Bắc Ireland cũng đang theo kế hoạch tương tự. Tính đến thứ Bảy, thì gần 2 phần 3 dân số Vương quốc Anh đã nhận được ít nhất một liều vaccine, trong khi 48% đã tiêm đầy đủ hai liều. Phân tích gần đây từ Bộ Y tế Công cộng Vương quốc Anh cho thấy hai liều vaccine chính mà Vương quốc Anh đang sử dụng có hiệu quả cao đối với việc nhập viện và biến thể Delta, 96% đối với vaccine Pfizer và 92% đối với vaccine AstraZeneca. Mặc dù số người nhập viện và tử vong đã tăng lên trong vài tuần qua, nhưng chúng không tăng cùng tốc độ với các ca nhiễm trùng. Hàng ngàn người biểu tình chống khóa cửa đã tuần hành qua trung tâm London vào thứ Bảy. Một số người thậm chí còn ném những quả bóng tennis xuống phố Downing, là nơi đặt văn phòng của Thủ tướng Boris Johnson và tư dinh của ông. Xấu hổ về bạn, một số người đã hô vang. Trong khi đó, thì tại Việt Nam, quốc gia này rút ngắn thời gian cách ly xuống 7 ngày đối với du khách đã được tiêm chủng. Việt Nam đã quyết định rút ngắn thời gian kiểm dịch tập trung đối với những người được tiêm chủng đầy đủ từ 21 ngày xuống còn 7 ngày, do nước này có kế hoạch bắt đầu chương trình cấp hộ chiếu vaccine. Các quan chức đã đưa ra thông báo tại cuộc họp hôm thứ Sáu giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống và kiểm soát COVID-19 và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện vẫn chưa rõ khi nào thời hạn kiểm dịch mới sẽ được áp dụng và liệu nó có giới hạn ở một số điểm đến ở Việt Nam hay không. Nhưng đó là một phần trong kế hoạch của quốc gia để thử nghiệm việc sử dụng hộ chiếu vaccine, cho phép người nước ngoài đi du lịch đến một số điểm đến mà đã kiểm soát tốt đại dịch. Trước đó, vào hôm thứ Ba, thì Bộ Du lịch và Chính quyền Kiên Giang đã được yêu cầu chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận người nước ngoài đến đảo Phú Quốc, tỉnh phía Nam và trình Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng tới. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống và kiểm soát COVID-19 đã quyết định vào tháng Tư rằng ba nhóm đối tượng được nhập cảnh vào Việt Nam là công dân Việt Nam đã được tiêm phòng đang còn lưu trú ở nước ngoài, người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam với mục đích đầu tư, kinh doanh và khách du lịch quốc tế sẽ đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine hiện được coi là tài liệu kỹ thuật số do quốc gia nơi vaccine đã được cấp. Việt Nam có kế hoạch tiếp nhận những người đến từ các quốc gia đã quản lý tốt các ổ dịch COVID-19 bao gồm cả những người đã đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ các chương trình tiêm chủng của họ. Những người này sẽ có thể đến thăm các điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng được chỉ định mà có khả năng kiểm soát tốt luồng giao thông du lịch và có thể quản lý hành trình của khách một cách hiệu quả và an toàn. Việt Nam đã đóng cửa biên giới và hủy bỏ tất cả các chuyến bay quốc tế vào tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó thì chỉ những người Việt Nam hồi hương, chuyên gia nước ngoài, nhà ngoại giao, nhà đầu tư và người lao động tay nghề cao mới được phép vào với các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt. Hãng hàng không Sunwing sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé lại cho khách hàng sau khi đạt được thỏa thuận với chính phủ. Sunwing cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Canada Enterprise Funding Corp để cấp vốn nhằm cho phép nhiều khách hàng hơn nhận được tiền hoàn lại. Những khách hàng mà đã đặt vé không hoàn tiền và có kỳ nghỉ bị hủy do đại dịch và những người đã nhận được tín dụng du lịch hoặc phiếu du lịch trong tương lai hiện có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền. Những khách hàng muốn giữ tín dụng du lịch của họ cũng có thể làm như vậy. Các khoản tín dụng du lịch trong tương lai được sử dụng đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Để yêu cầu hoàn tiền, khách hàng đủ điều kiện và đại lý du lịch phải gửi yêu cầu thông qua đơn yêu cầu hoàn tiền Covid-19 trực tuyến trước ngày 27 tháng 8. Chính sách mới áp dụng cho các khách sạn Chuyến bay và các gói kỳ nghỉ được đặt trước thứ Sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 cho các chuyến du lịch được lên lịch sau ngày 1 tháng 2 năm 2020. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada ngày 28 tháng 6 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của quý vị và các bạn. Xin chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca slash Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1 999 6488 đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.